Huy kính chào quý vị các bạn thân mến nha. Hôm nay anh Châu anh cũng có một người đặt hàng, quý vị cũng clip vừa mới đăng lên thì ảnh ở Bình Dương mua hết. Rồi bữa nay sáng anh em với anh Châu bị đi Bình Dương quý vị. Bữa nay là giao khoảng 17 cây phô mai tứ quý không nha quý vị. 5 cây lớn với 11 phô nhỏ. Ở Bình Dương mà chưa biết ở cái khúc nào. Cũng Ba Phi quay chia sẻ, mời quý vị theo trên đường hành trình với Ba Phi ha. Quyền Chợ Gạo kính chào quý khách. Châu nói gì với anh em? Anh Châu nay mình đi giao đâu anh Châu? Nay mình đi Bình Dương nữa anh em ơi. Dương ở khúc nào anh Châu? Bữa nay mình đi Đại Nam. Giao mai là vô Đại Nam tắm luôn anh em. Có gửi lời cảm ơn vậy đó anh em ủng hộ không? Tiếp những cái video tiếp theo anh em hộ mình nha. Ở mình đi Bình Dương rồi còn mới về bán mới này, rồi mới đi Bình Dương luôn. Rồi mốt về có lên tiếp cho anh coi tiếp. Anh mốt về lên mai vàng quá, còn anh cũng biết là giờ mai vàng hết quý rồi. Thôi anh em nha. Cảm ơn tất cả những quý vị nào đam mê cây kiển bên mai vàng mai tứ quý đã ủng hộ cho anh Châu trong thời gian qua như vậy. Mỗi khi đi có dịp mình quay cảnh thực tế giao hàng tận nơi, có nghĩa là quý vị các bạn nào ví dụ mà anh Châu lên tiếp ví dụ mua cái số nhiều thì anh cũng đi giao tới tận nhà vậy luôn đó quý vị, thì không có lời ship nữa mà mua cái số nhiều anh sẽ giao tới nhà. Nói sẵn lò gò vô cái nhà luôn hả? Tiếp sẵn lò gò cái này. Đây là Mỹ Tho của anh tôi nghe anh em. Con
rồi không? Bánh cháo rồi. Đây lâu bên chưa? Có cái địa chỉ đi, cái sạch đi coi đi, cái cắp là khó gì mà cái sạch nó che nó đi che rồi. Đây cũng gần vô tới nhà của anh này tên gì anh cháu? Vừa tới đường để 86 cái gì cũng gặp cái nhà rồi. Anh đẹp trai. Đẹp trai. Anh đẹp trai không? Mấy mấy mai làm chơi từ đó giờ luôn ha. Ừ. Hay là anh chủ của ai quý vậy? Cánh dạ cánh. Phải chưa bao giờ. Ừ. Bán năm cánh hết. Thì ảnh bông trang hồng phấn đều có hết nha quý vị. Nói chung là ảnh chỉ để chơi không à. Phải vô vườn quá khủng quý vị ơi. Sẵn quay quay cho quý vị tham khảo luôn. Đây là những cây tứ quý ảnh ghép nha quý vị. Hôm nay đột nhập vô ở đại gia xứ Bình Dương. Thì kiện quý vị. Đó, tôi quy ghép ra thành phẩm ráo quý vị. Về đó cũng có giảo không á. Cái giảo hả? Ừ, không cái cắm chỉ có cây cây nằm nằm đó. Mà cái anh kia anh biết anh ghép gì không? Tôi quý anh phải ghép thằng khúc cỏ hương á. Thằng đó nó chắc hơn. Tôi bán mua khúc cỏ hương đó. Ừ. À, tôi ghép với lại cái nào bịch vậy, thấy cái bông nào đẹp không?
Này là chơi chứ đâu bán gì đâu hả anh? Anh để chơi những góc này là nguyên thủy nó luôn hả anh? Này cái này hoành chắc cỡ 70-80 không? À, anh chơi quý nhiều khủng quá. Máy này là nguyên thủy, tư quý này nguyên thủy luôn hả anh? À, hoành này chắc mạnh nè. Có tâm không ta? Hay tư quý này nè. 60 thấy bự dữ vậy. Thôi cái 100 triệu không á. Không 100 triệu không? Sao phải hơn. Cái này 100 triệu đụng được không? Hàng quá đều quý vị. À. Không nên chơi tùng nữa phải không? Ảnh đam mê quý vị. Nói chung là cây vườn. Tư quý này chứ nó bông quanh năm đẹp. Vườn của ảnh là cây khủng quý vị thấy không? Những gốc tư quý là hoành không. Cây khủng không á, cây mai vàng vậy nữa quý vị. Một gốc gì cành điều. Ảnh chơi là chơi chỗ này không à. Biết không? Này sáu mấy nè. Chữ không? Anh có thể nhận xét như là cái đánh giá sự hài lòng cũng như là giữa anh với anh Châu mua bán có cảm như anh Châu mua bán có hài lòng không anh? Chưa thấy ai biết là hài lòng. Như mình cho nhận xét cho anh em đồ cũng như là cái độ mức độ tin tưởng giao hàng tận nơi cái này kia. Cốt không cái gì cây rất là khủng khủng cây này quá đẹp cái gì ơi. Hai cây tư quý quá khủng luôn tàn tròn hết đúng vậy cây này bồ đế khủng luôn quý vị chi cành tàn rất là cũng nói chung là chi cành cổ luôn quý vị quay cho quý vị tham khảo luôn những cây mai khủng nha quý vị ở tại Bình Dương. Coi những video của anh Châu á, thiện chí mua á, thì cứ điện thoại trực tiếp với anh Châu rồi sẽ giá cả như là thương lượng, thà mình muốn thiện chí mình mua mình cùng một cú điện thoại mà là mình thương lượng với anh Châu có thể anh bớt có anh đâu mà quý vị là nhiều khi coi lên bình luận tại sao mắc rẻ đây giao đó mấy cây quý vị 16-17 cây thì quý không đây giao dịch đã thành công rồi quý vị à, bà Phi cũng thay mặt anh Châu giống như trên YouTube bà Phi Mặt Trường cũng thay mặt tất cả quý vị đam mê cây kiểng và mai đã ủng hộ anh Châu với đang ủng hộ kênh bà Phi Mặt Trường trong thời gian qua à, quý vị coi nếu mà cảm thấy thích kênh bà Phi thì hãy đăng ký like chia sẻ cho mọi người biết hơn. Cảm ơn. Đây gốc mai khủng quá vậy. Hoành chắc cũng 100 đổ lại quá vậy. Chỉ cần cổ luôn. Mà hôm nay là dảo lấy gai quá vậy. Có hai cây nguyên thủy thì nãy mình quay ở cái vườn ở trong á. Kế bên cũng cây dảo lá gai luôn quý vị. Đó cái hoành khá lớn quá vậy. Chi tàn rất là ok. Hôm nay lô tư quý là đã anh đã ghép thành phẩm đó quý vị. Em mới chuyển lên được nha.
Đây là mình anh về tự ghép rồi tự chơi luôn ha. Không có, mỗi lần kêu kêu mà chắc nay mua đồ gì nhà tự tập chân. Tự xử luôn không? Đúng 18 không? Cái này là 14, 15. Hả? Cái này 15, 14. 70 tờ là 15 phải không? 70 tờ là 14 à. 75 tờ mới 15. Đúng không? Đúng không? Đâu, đâu. 70 tờ là 14. Ngày anh chị anh đưa tôi 35, tôi lấy ra 20 tờ là 15. Cái đó, đây, biến 70 tờ. Rồi tới đây cũng ba Phi cho kết thúc video chứ quý vị. Mình chuẩn bị, anh em cũng chuẩn bị về, cũng giao dịch thành công. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu xem hết video nha. Cũng rất mong quý vị và các bạn ủng hộ cho anh Châu giống như ủng hộ kênh YouTube cho Phi với anh Châu để có thêm những cái động lực để mua bán mai trao đổi cùng quý vị.